Hai, xin chào các bạn. Chúng ta lại đến tham quan các bé nhím đang ăn nha. Đàn nhím, một bầy nhím đang ăn rất nhiều. Bò nhím này bên Campuchia nha các bạn. Hơi cực kỳ sạch, có chỗ đi vệ sinh riêng, có hai cái wheel to cho các bé chạy luôn nha các bạn. Đó, khi mà muốn đi tè là bé sẽ chạy vô cái khu vực riêng của bé. Bé còn biết uống nước nữa nha. Đây, nhím nuôi cực kỳ đơn giản. Từ bình nước, chén ăn, một cái wheel, một cái nhà ngủ cho bé là được rồi. Các bạn có thể thấy nhím thì chỉ ăn sâu gan hoặc là đồ ăn cho mèo thôi nha. Sâu gan là những cái hũ kia kìa. Đó, bé shop có bán nhím nha các bạn. Các bạn cần có thể đặt hàng, liên hệ đặt hàng với shop nha. Wow, đang chuyên dụng cho nhím luôn nha các bạn. Ngoài ra nhím có thể ăn như đồ ăn của mèo, cũng bẻ thôi, không mắc đâu các bạn. Rất đơn giản. Các bạn nhớ theo dõi kênh của shop nha. Gì? Các bạn thể cầm chơi thoải mái. Mấy bé này được chơi quen nên tha hồ. Không có sợ cắn nha các bạn. Nhím cực kỳ hiền. Bé này là màu trắng nè. Màu trắng mắt đỏ hay còn gọi là albino nha các bạn. Anh lấy đồ ăn này đem về với con của mình, chứ cái này giống của mình đúng không? Ừ, giống. Nó một bao tử, một thùng mờ, một bao thùng với mọi người. Bọc sọc lên nữa. Bà nói. Buổi tối là giờ mà mấy bé này tụ họp lại quanh nhau ăn và rồng bột, rồng bột. Một cảnh thật là đẹp. Đây là hạnh phúc mà các bạn. Ba coi sâu không? Ta nuôi nè.